bác Sốc Tuấn Lan Lan Tuấn đến từ Bắc Giang để gửi lời chào đến toàn thể các bác anh em. Hôm nay tiếp tục giới thiệu cho bác cái dòng quần áo bắt ong rừng bằng vải bạt nhé. Thì các bác mà xem kỹ video này trước khi đặt hàng nhé. Là một đơn vị bán hàng chuyên nghiệp hiện số bán rất nhiều mẫu quần áo bắt ong rừng. Thì hôm nay tiếp tục giới thiệu cho bác cái bộ quần áo bằng vải bạt, chất liệu 100% bằng vải bạt luôn nhé, để phục vụ cho anh em bắt ong bò vẽ đấy, ong trần đấy, ong vang, ong khói cũng rất là ok luôn, chắc chắn cho anh em. Các bác nào đang có nhu cầu mua thì liên hệ trực tiếp cho 2-3 số điện thoại chính của số để đặt hàng. Số em đến từ Bắc Giang đấy, luôn luôn là ship hàng, giao hàng tận nhà, anh em nhận hàng kiểm tra rồi thì phải trả tiền nhé. Đấy, trước khi thanh toán thì các bác kiểm tra qua hoặc thử ok thanh toán tiền. Đấy, thì cái bộ này thì các bác thấy đây là quần riêng áo rời nhé. Đấy, áo này, áo bộ này thì bằng vải bạt dày nhé. Đấy, đây là mặt trong, khung lót ở trong mặt phải của nó là màu đen này nhé. Đây thì em sẽ khám phá các bác lột luôn các bác nhé. Thì các bác như về các bác nhận hàng là như này luôn. Đấy, đấy. Thì các bác có thể lột lại thôi nhé, lột lại đây, đây. Thì cái này thì là tôi đang may sẵn rồi, quần riêng áo riêng nhé. Áo liền với găng tay, liền với găng tay. Găng tay của nó là găng tay cao su nhé, găng tay cao su màu xanh này. Đây, khi các bác về là các bác phải lột da mặc được rồi nhá. Đấy, không chắc chắn cho các bác luôn. Đây là cái mũ này, chùm cái mũ luôn các bác nhá. Khi các bác về các bác có thể đeo khẩu trang hoặc là mua như là kính, mua đội mũ bảo hiểm ô tô cho máy nhé. Đây là cái áo này nhá. Đấy, đây trên mặt này, mặt là tấm lưới nhá, các bác có thể đeo kính vào, đội mũ bảo hiểm vào nhá. Đây là trước nhá, đằng sau đây, đây là sau nhá. Đấy, còn phải hết bạc hết, phải bạc dày nhá, ong bò vẽ không thể đốt xuyên được. Đấy, đây là cái quần nhá, đây quần. Quần riêng nhá, quần riêng em đổ ra. Đấy, đây quần riêng. Quần rời, quần với lại áo riêu nhé. Đấy. 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 Đấy, quần riêu nhé. Đấy. Quần thì sẽ được một cái các bác có thể là dây chun đây, dây chun đâu nhé. Đấy. Các bác muốn buộc bao nhiêu thì theo người của bác, to nhỏ thì tùy theo bác thắt lại. Đây, liền quần liền ủng với nhá, ủng cấy. Đấy. Để cho anh em đi cho nó chắc chân, đấy, đảm bảo ông không thể xuyên được nhé. Bộ này thì em thông báo giá luôn thôi nhé, 600.000 đồng. Đấy, bao ship toàn quốc, anh em nhận hàng kiểm tra rồi trả tiền. À, quần rời áo rời nhé. Đấy, quần áo thì sẽ liền với găng tay, thì áo liền găng tay. Đấy, áo liền găng tay. Đấy, quần thì quần sẽ liền ủng thôi nhé. Đấy, quần liền ủng thôi. Đấy, đây là một bộ quay bằng vải bạt bắt ong bò vẽ nhé. Đấy là một đơn vị bán hàng chuyên nghiệp nên bán rất nhiều mẫu quần áo bắt ong rừng. Hôm nay số lượng về rất là nhiều để phục vụ nha. Có từ size nhỏ, size to nhé. Đấy. Nên anh em nào, các bác nào mua cái mẫu này thì có thể liên hệ trực tiếp bên shop theo 3 số điện thoại chính của shop để đặt hàng. Shop em là luôn luôn là giao hàng tận nhà các bác nhé. Anh em nhận hàng kiểm tra rồi mới phải trả tiền. Đấy, một cái video rất là ngắn thôi, giới thiệu cho bác cái bộ quần áo bắt ong rừng hàng vải bạt, giá cực rẻ nhé, 600.000 đồng, bao ship toàn quốc. Em sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào và tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp của shop.